Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hải Băng lên tiếng khi bị nghi động cầm, không đẹp thì làm cho đẹp, thời buổi công nghệ hết rồi. Hải Băng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo hơn. Trong showbiz Việt, hiếm có bà mẹ ba con nào ngay sau khi sinh nở đã lấy lại được vóc dáng thon thả, vẻ ngoài xinh đẹp tràn đầy sức sống như Hải Băng. Việc giảm cân nhanh chóng để lấy lại thân hình thon gọn cũng khiến khuôn mặt cô trở nên nhẹ nhõm thon thả, lộ rõ đường cầm vờ lai. Tuy nhiên, việc sở hữu khuôn mặt vờ lai cùng đường cầm dài lại vô tình khiến nữ ca sĩ bị nghi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ động cầm. Đáp trả lại cho mọi tin đồn cho rằng cô đã trải qua dao kéo, Hải Băng mới đây đăng tải hình ảnh cận đường cầm thon dài của mình kèm lời giải thích. Ai cũng bảo động cầm quá à, xin khai báo thật sự đến thời điểm này, từ lúc cha sinh mẹ đẻ em chưa có mừng gì hết. Mặc dù khẳng định chưa từng trải qua dao kéo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng Hải Băng cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc phẫu thuật, làm đẹp để sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo hơn. Cô chia sẻ, mà nếu có mừng đẹp thì cũng có sao đâu, không đẹp thì làm cho đẹp, thời buổi công nghệ hết rồi, không lẽ chờ người ta đẹp hết mình mới chịu làm theo, sống là không chờ đợi, thiếu gì bù đấy, ok. Hải Băng sở hữu khuôn mặt thon gọn, đường cầm dài, khiến cô vô tình bị nghi đã phẫu thuật động cầm. Hải Băng sinh năm 1988, cô gia nhập làng giải trí năm 2007 với vai trò thành viên trong nhóm nhạc Mây Trắng. Ngay từ khi vào nghề, nữ ca sĩ gây ấn tượng với hình tượng ngọt ngào, vẻ ngoài trẻ trung nhí nhảnh. Sau nhiều năm, cô dần trở nên quyến rũ, nóng bỏng và trưởng thành hơn. Hiện tại khi đã lập gia đình và sinh ba con nhỏ, Hải Băng trở thành mẹ bỉm sữa. Với phong cách thanh lịch sang trọng, cô cũng chuyên tâm cho công việc kinh doanh online và chăm sóc con nhỏ thay vì quay trở lại hoạt động nghệ thuật.